Xin kính chào quý vị và các bạn. 6 giờ 30 phút là khung giờ quen thuộc của chương trình 60 phút Đài Truyền hình Vĩnh Long gửi đến quý vị và các bạn vào mỗi buổi sáng, đều truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng Đài Truyền hình Vĩnh Long. Phương Hiếu và Xuân Hiếu xin gửi đến quý vị lời chúc một ngày mới thật may mắn và hạnh phúc. Và thưa quý vị, hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2015, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý sau. Khánh thành cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam tại Đà Nẵng. Công khai nhà hàng khách sạn tăng giá dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 ở Đà Nẵng. Đường trượt nước ngoài trời đầu tiên ở Việt Nam. Thêm một giếng nước tự phun trào ở Phú Yên. Người dân Hà Nội với xu hướng mua hàng thực phẩm dưới quê. Tiếp theo là các thông tin nhập nhằng về cách tính chữ đường khiến người trồng mía ở Long An bức xúc. Kính rơi từ tầng 5 chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người tháo chạy. Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được quan tâm đúng mức. Còn tại Quảng Ninh, người dân bức xúc vì một cơ sở sản xuất gỗ gây ô nhiễm. Tại Bạc Liêu, bắt quả tang công ty xả thải nguyên liệu chế biến tôm gây ô nhiễm nghiêm trọng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình 60 phút sáng nay xin được mở đầu với thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Kính thưa quý vị, việc xây dựng cơ sở hạ tầng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính từ ý nghĩa đó, công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế được xem là công trình trọng điểm cấp bách số 1 của thành phố Đà Nẵng đã được hoàn thành chỉ sau 16 tháng thi công với kinh phí 2.000 tỷ đồng. Và vào sáng ngày hôm qua 29 tháng 3 thì công trình đã chính thức được khánh thành, thông xe đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. Và đây được xem là công trình cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ngã ba Huế là cửa ngõ lớn dẫn vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, với hàng trăm ngàn lượt ô tô, xe máy và các chuyến tàu Bắc Nam liên tục mỗi ngày. Việc đầu tư xây dựng dự án cầu vượt ngã ba Huế không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, mà còn là điểm nhấn kiến trúc, góp phần xây dựng đô thị Đà Nẵng văn minh hiện đại và thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển. Sau lễ khánh thành, nút giao thông khác mức ngã ba Huế chính thức được đưa vào khai thác sử dụng và sẽ được lưu thông trên 3 tuyến chính là Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng và Trường Chinh. Riêng nhánh thứ tư đi về hướng Tây Bắc được Bộ Giao thông Vận tải bổ sung sau này, nối từ dòng xuyến đến đường Nguyễn Như Hạnh. Do đến tháng 12 năm 2014 mới cơ bản có mặt bằng để thi công, nên dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2015. Được biết, công trình là nút lập thể hình xuyến hoàn chỉnh kết hợp với cầu vượt gồm 3 tầng, tầng mặt đất cho các nhánh rẽ với đường bộ không giao với đường sắt, cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với các nhánh rẽ, cầu vượt tầng 2 cho các hướng ưu tiên từ Huế về trung tâm thành phố và ngược lại. Được mệnh danh là công trình không ngủ bởi công trình đã huy động nguồn nhân lực phục vụ thi công lên mức kỷ lục là 480.000 công lao động, kỹ sư và công nhân, tương đương 11.520.000 giờ lao động, thi công 24/24 giờ mỗi ngày, kể cả những ngày lễ Tết. Và bên cạnh việc khánh thành những công trình trọng điểm thì thành phố Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị nhiều hoạt động vô cùng thiết thực để dành cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Và điều đặc biệt hơn là kỳ nghỉ lễ này sẽ càng có ý nghĩa khi mà sẽ trùng với lễ hội bắn pháo hoa quốc tế, dự kiến là sẽ có một lượng lớn du khách đổ về đây trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Và cũng như nhiều thành phố du lịch khác, nhằm ngăn chặn tình trạng các nhà hàng, khách sạn lợi dụng tăng giá làm xấu đi hình ảnh thành phố thân thiện. Bên cạnh đó, cũng nhằm giúp du khách hoàn toàn yên tâm và thoải mái trong kỳ nghỉ, Đà Nẵng đã đưa ra hàng loạt các giải pháp quyết liệt. Cụ thể, đối với dịch vụ lưu trú khách sạn nhà nghỉ tại Đà Nẵng không được tăng giá quá 50% so với mức giá bán ngày bình thường. Và đối với dịch vụ ăn uống không được phép tăng giá so với mức giá bán ngày bình thường. Giá phòng, giá dịch vụ ăn uống phải được niêm yết công khai rõ ràng tại quầy lễ tân, đồng thời có niêm yết số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan quản lý liên quan ở vị trí dễ thấy tại quầy lễ tân để du khách biết. Trong trường hợp phát hiện cơ sở lưu trú ăn uống găm hàng đẩy giá cao bất hợp lý, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết, ngoài việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, những cơ sở trên sẽ bị công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến nghị khách hàng không sử dụng sản phẩm dịch vụ tại các đơn vị này. Nếu như Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị bước vào mùa du lịch, thì vào sáng hôm qua ngày 29 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện đường trượt nước ngoài trời lần đầu tiên ở Việt Nam có chiều dài 200m, rộng lên đến 6m với sức chứa tối đa lên đến 3.000 người và 500 thử thách đã chính thức mở cửa, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.
Đường trượt được xây dựng dọc trục đường trung tâm Nguyễn Khắc Diện, phố Mỹ Hưng, quận 7. Tại đây các bạn trẻ được thoải mái tận hưởng làn nước mát lạnh ngay trên đường phố, chứ không phải trong những công viên nước. Hấp dẫn hơn, người chơi sẽ phải vượt qua những thử thách với mức độ tăng dần theo từng chặng. Từ những xoáy nước đến những cơn gió cực mạnh hoặc hồ nước đá lạnh buốt, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Sự kiện được tổ chức vào cuối tuần với mong muốn mang lại cho giới trẻ những hoạt động mới mẻ, độc đáo, giúp mùa hè trở nên thú vị, bổ ích và đáng nhớ. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin khác. Kính thưa quý vị, liên tục 10 ngày qua, kể từ khi giếng nước tại nhà ông Nguyễn Thành Đức ở xóm Cầu Sắt, thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được khoan xong, hàng ngày gia chủ phải tiếp đón hàng chục người dân hiếu kỳ đến xem hiện tượng nước từ đáy giếng phun trào lên khỏi mặt đất. Theo tìm hiểu, đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện ở địa phương. Được biết, khi gia đình khoan đến độ sâu 40 mét thì nước bắt đầu phun trào. Dù đã đặt ống nước đường kính 14cm từ đáy lên khỏi mặt đất hơn 2m, nhưng sức nước vẫn khá mạnh. Do vậy, phải khơi thông dòng chảy xuống suối thô giúp người dân lấy nước tưới qua màu ở đồng nguồn. Theo chính quyền xã An Mỹ, đến nay khu vực xóm Cầu Sắt đã có 4 giếng nước tự phun trào, nhưng giếng nước của gia đình ông Đức có sức phun trào mạnh nhất. Với lượng nước tưới tự phun liên tục ở nhà ông Đức như hiện nay, có thể cung cấp đủ lượng nước sạch sinh hoạt và phục vụ chăn nuôi cho khoảng 100 hộ dân trong vùng. Lý giải về việc này, Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên cho rằng hiện tượng nước tự phun là do áp lực tự nhiên, còn theo đánh giá của tổ chức JICA Nhật Bản thì khu vực xã An Mỹ nằm trong một dải nước ngầm lớn. Những gia đình khi mà đào giếng xuất hiện tình trạng giếng tự phun là do mũi khoan đã trúng mạch nước ngầm. Một số ý kiến khác thì lại cho rằng những chiếc giếng này khoan trúng một túi nước chứa khí áp lực cao. Khi khoan làm thủng nền đá là túi chứa nước, chính áp lực khí bị nhốt cùng túi nước đã đẩy cột nước lên. Một số người lo ngại hiện tượng này là do khoan giếng sai kỹ thuật có thể làm cạn mực nước ngầm trong khu vực, đặc biệt là ở những nơi cao hơn khu vực này. Nếu khai thác nhiều, mực nước ở những nơi cao hơn sẽ hạ thấp dần theo thời gian và về lâu dài sẽ không tốt cho nền địa chất trong khu vực. Sẽ được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì việc sử dụng máy vi tính và Internet đã trở nên phổ biến và quen thuộc đối với nhiều người và nhất là giới trẻ. Tuy nhiên thì với những người lớn tuổi, việc tiếp cận và sử dụng những công nghệ này còn khá mới mẻ và gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều người dù đã lớn tuổi nhưng vẫn tìm đến những lớp hướng dẫn các kiến thức về Internet để học tập. Và sau đây là ghi nhận của chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2 năm nay, các lớp hướng dẫn kiến thức về Internet dành cho người cao tuổi của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút đông đảo học viên tuổi từ 50 đến 70. Đến đây, các học viên được hướng dẫn các thao tác cơ bản của việc sử dụng máy tính, tìm kiếm thông tin, sử dụng hộp thư điện tử, mạng xã hội cùng nhiều ứng dụng khác. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ và sử dụng tiếng Anh, nhưng các học viên này luôn có sự tiến bộ qua từng buổi học. Những kiến thức về Internet đã giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận tin tức và giải trí hàng ngày. Bên cạnh các lớp học dành cho người lớn tuổi thì hiện nay, tại nhiều địa phương cũng có những dự án dành cho chị em phụ nữ để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như tại tỉnh Vĩnh Long, nhằm tạo mô hình kinh doanh kiểu mới cho phụ nữ, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý tài chính, dự án Sức Sống Mekong đã được triển khai. Và sau hơn một năm thực hiện, mô hình này bước đầu đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Dự án Sức Sống Mekong kéo dài từ năm 2013 đến năm 2016 với tổng số tiền đầu tư là 1,2 triệu đô la. Mục tiêu ban đầu là tiếp cận và hỗ trợ cho hơn 6.000 chị em phụ nữ tại huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long. Trong hơn một năm qua, dự án đã thu hút sự tham gia của hơn 3.500 phụ nữ. Đây là chương trình tài chính vi mô dựa trên tiết kiệm. Trong đó, chị em phụ nữ tập hợp lại với nhau thành các nhóm, triển khai các buổi họp ngân hàng đều đặn, thực hành tiết kiệm, nhận được lợi tức từ việc tiết kiệm và cho vay, đồng thời khởi nghiệp hoặc mở rộng các hoạt động kinh doanh đang có. Hơn 1.300 doanh nghiệp nhỏ đã được chị em triển khai và duy trì ổn định đến nay, đồng thời tránh được việc vay nóng hoặc thiếu vốn kinh doanh như trước. Cũng là một thông tin liên quan đến đời sống của bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sau khi mùa cá bông lau kết thúc thì cũng là lúc người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ tất bật chuẩn bị ghe lưới để đánh bắt cá lồng tông. Được biết là vào những ngày trăng rằm, người dân thu hoạch lên đến hàng trăm ký cá, mang lại nguồn thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống. Từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ đêm hàng ngày,
là thời điểm người dân thả lưới bắt cá lồng tông. Được biết mỗi đêm các ngư dân thu hoạch từ 40 đến 60 kg cá, cao nhất là 120 kg. Sau khi đến bắt, người dân bắt đầu làm sạch cá và chờ thương lái đến thu mua. Giá lồng tông hiện tại dao động từ 40 đến 50 ngàn đồng 1 kg. Được biết mùa cá lồng tông dao động từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Đây còn là thời điểm để nhiều thanh niên và phụ nữ tại địa phương có thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin vui về việc ngư dân Cần Thơ vào mùa đánh bắt cá lồng tông trên sông Hậu. Và tiếp theo sau đây, chương trình xin được mời quý vị cùng đến với thông tin liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý khán giả thân mến, trong khi thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc đang tràn ngập đầy ở trên thị trường và khó lòng kiểm soát, thì việc mua và tiêu dùng thực phẩm quê đang trở thành xu hướng của người dân ở các thành phố lớn. Tại Hà Nội, nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có người thân, họ hàng đang sinh sống tại các vùng nông thôn, đều thường xuyên gửi mua các loại thực phẩm từ dưới quê lên. Vì theo họ, những sản phẩm này vừa rẻ lại vừa an toàn. Mỗi tuần, anh Vũ Đức Quân, quê Phú Thọ, đều đến bến xe Mỹ Đình để nhận thực phẩm từ quê chuyển xuống. Với số thực phẩm này, vợ chồng anh có thể dùng trong vòng một tuần. Đôi khi, anh còn nhận mua giúp đồng nghiệp. Những hộ khá giả hoặc quê gần thì về tận nơi có thể tự tay lựa chọn thực phẩm. Đôi khi là hơi mệt nhưng mà vì cái đảm bảo về sức khỏe nên là vẫn phải cố gắng. Mình xác định là cái sức khỏe của gia đình là trên hết. Do đó là mình sắp xếp mặc dù rất là bận cái chi phí để mà mình sử dụng cái sản phẩm sạch ở quê nó cũng không quá cao so với việc là mình đi mua nó ở trong các cái siêu thị. Mà chất lượng thì chắc chắn là đảm bảo hơn hẳn. Qua tìm hiểu, hình thức này đang diễn ra tại hầu hết các đô thị, đặc biệt là tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Dù tốn chút thời gian, nhưng theo những gia đình này, những bữa cơm rõ nguồn gốc thực phẩm mang lại cảm giác thật sự an toàn. Thưa quý vị và các bạn, việc mà các loại thực phẩm có xuất xứ từ các vùng quê được ưa chuộng cho thấy là người dân càng ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Bên cạnh đó là chỉ ưu tiên chọn mua những thực phẩm an toàn, có chất lượng cũng như là độ tin cậy cao, chứ không còn chú trọng quá nhiều đến vấn đề mẫu mã đẹp như trước đây nữa. Và nắm bắt tâm lý này thì nhiều cửa hàng, website bán thực phẩm quê được mở ra ồ ạt, từ đó thì lại dẫn đến việc các sản phẩm chưa được kiểm soát về chất lượng chặt chẽ. Do vậy thì người tiêu dùng phải thật sự thận trọng, chỉ nên chọn mua thực phẩm tại những địa chỉ uy tín để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình mình. Và vừa rồi là một số lưu ý cùng với quý vị khán giả trong việc lựa chọn mua sắm thực phẩm để phục vụ cho các bữa ăn hàng ngày tại gia đình mình. Và tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Kính thưa quý vị, mía là một loại cây trồng khá phổ biến ở nước ta. Và hiện nay, việc mua bán loại nông sản này còn tồn tại rất nhiều những bất cập do giá mua mía cao hay thấp thì đều tùy thuộc vào trữ đường, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người nông dân. Thực tế là việc mua bán này hiện đã đang nảy sinh khá là nhiều vấn đề, bởi theo phản ánh của nông dân thì họ không nhận được những thông tin rõ ràng về cách tính trữ đường. Ghi nhận của chương trình tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về thực trạng này. Năm nay, giá thu mua mía tại ruộng của công ty mía đường NIVNL là 810.000 đồng một tấn mía, nếu như mía đạt chữ đường là 10. Nếu giảm một chữ đường, giá mía sẽ mất đi 92.000 đồng. Những tháng qua, đa phần các ruộng mía chỉ đạt 7 hoặc 8 chữ đường. Điều nông dân than phiền chính là việc công ty thu mua giải thích, việc tính toán chữ đường được thực hiện bằng thiết bị đo lường, cách tính toán hoàn toàn khoa học. Nhưng người trồng mía thì hoàn toàn không biết cách tính như vậy có chính xác, khách quan hay không. Hiện tại bây giờ là chỉ có 450 ngàn là tính có 8 chữ đường thôi. Đó. Mà bây giờ lên nhà máy là cho là có 8 chữ trả lời, mà bây giờ ví dụ người nông dân chúng tôi cũng đâu có biết là bao nhiêu chữ đâu. Thì mua cái giá là nhiều rồi, nhưng dân chúng tôi bán bây giờ qua thương lái nữa. Do đó bây giờ nhờ bên chính quyền là can thiệp giùm. Với quy trình thu mua mía như hiện nay, nông dân trồng mía không thể giám sát được cách tính chữ đường, mà chỉ chờ nhận kết quả từ nhà máy. Và giá thu mua mía năm nào cũng thấp, với lý do chữ đường không đạt. Thưa quý vị, chữ đường là khái niệm về năng suất công nghiệp chỉ lượng đường thương phẩm có thể lấy ra từ cây mía ở các xí nghiệp chế biến đường mía, và dựa vào cơ sở giá trị chữ đường xác định được, xí nghiệp công nghiệp thanh toán trả tiền mua nguyên liệu mía cho người trồng mía. Khái niệm này do các xí nghiệp chế biến đường mía ở Úc xây dựng và áp dụng, tiếng Anh gọi là CCS.
Và với việc thu mua mía được căn cứ theo chữ đường là cách làm để nhằm khuyến khích người nông dân đầu tư trồng mía chú ý đến chất lượng nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà máy đường hiện nay thì chưa cung cấp đầy đủ các thông tin rõ ràng đến nông dân và thậm chí là có trường hợp cùng với vùng nguyên liệu, cùng giống mía nhưng lại cho kết quả chênh lệch nhau tới hai chữ đường mà không rõ nguyên do. Và tất nhiên, mọi thu thiệt thì đều thuộc về người nông dân. Do vậy, để việc phân tích chữ đường mang tính khách quan và đạt độ chính xác cao thì thiết nghĩ rất cần có sự tham gia thường xuyên của các cơ quan chuyên môn cũng như là sự phối hợp giữa người nông dân và đơn vị thu mua giúp cho người trồng mía được đảm bảo quyền lợi và qua đó để yên tâm tiếp tục sản xuất. Liên tục chương trình sẽ là thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Với mô hình bán trú dân nuôi là hình thức học nội trú ra đời từ nhiều năm nay tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Qua một thời gian triển khai thì mô hình này đã phát triển mạnh và đem lại được những hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên thì vẫn còn đó không ít những khó khăn. Và phóng sự của chương trình ngay sau đây được thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. Mời quý khán giả theo dõi. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tà Long thuộc huyện Đắk Rông có 11 phòng ở đang làm mái nhà thứ hai của gần 150 học sinh nghèo tại 9 thôn trong xã. Mô hình này đã huy động được nhiều học sinh đến trường. Từ khi có ngôi nhà này thì hầu như các em đến trường đều đặn hơn, được ăn uống thì đảm bảo hơn. Chất lượng giáo dục là ngày được đi lên. Tôi đơn cử là cái tỷ lệ thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ 70-72% mà đến hôm nay là gần 90%. Ưu điểm của mô hình trường bán trú dân nuôi đã rõ, thế nhưng không phải ngôi trường nào cũng thu hút được đủ số học sinh. Hiện không ít trường được xây dựng khang trang nhưng vẫn còn rất nhiều phòng ở bỏ trống. Từ thực tế trên, nhà trường mong mỏi cần có sự quan tâm để hệ thống trường bán trú hoạt động một cách hiệu quả và học sinh được thụ hưởng lợi ích từ chủ trương đúng đắn này. Thưa quý khán giả, liên quan đến vụ việc sập giàn giáo tại Hà Tĩnh, mới đây nhà thầu Samsung C&T và nhà cung ứng lao động Nippon đã họp và thống nhất hỗ trợ người nhà nạn nhân tử vong và những nạn nhân bị thương. Theo đó, đối với nạn nhân tử vong, nhà thầu Samsung hỗ trợ tiền mai chay 50 triệu đồng một người, gia đình nhận 300 triệu đồng, tương ứng với 30 tháng lương, 10 triệu đồng một tháng, không tính thời gian làm việc, và 50 triệu đồng một người do bảo hiểm Bizico chi trả mà Nippon C đã mua cho người lao động trước đó. Với những nạn nhân bị thương đang phải điều trị, Samsung đã thống nhất chi tiền bồi thường đầy đủ sau khi có căn cứ giám định tỷ lệ thương tật của từng người. Thông tin chi tiết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp theo là một sự cố vừa xảy ra mới đây tại chung cư La Casa trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khi mà một tấm kính lớn đã rơi từ tầng 5 xuống đất và rất may là không ai bị thương dù thời điểm đó có rất nhiều người và trong đó thì có khá là nhiều trẻ em đang vui chơi gần khu vực tấm kính rơi. Ngày 28 tháng 3, ông Trương Thành Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dạng Phát Hưng, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, kính rơi từ tầng 5 của căn hộ đang được hoàn thiện, chủ nhà chưa vào ở. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chủ căn hộ này thuê thợ dán thêm tấm cách nhiệt và trong quá trình làm đã có tác động đến kính cường lực mà đơn vị đã lắp đặt trước đó nơi làm vỡ kính. Ngoài ra, công ty sẽ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kính nhà của khu chung cư và làm việc với đơn vị lắp kính để làm rõ nguyên nhân cũng như có khuyến cáo cho mọi người. Rõ ràng thì qua sự việc vừa rồi chúng ta có thể thấy được nguy cơ mất an toàn cao từ những công trình xây dựng. Và điều này càng hiện rõ hơn khi hiện nay, ngoài việc phải đối mặt với vấn nạn kẹt xe, thì tại một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân còn gặp nguy hiểm trong tình trạng xe máy lấn làn đường dành cho xe ô tô. Ghi nhận của chương trình tại đường Trường Chinh, đoạn từ cầu vượt An Sương đến ngã ba Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 trên đường Trường Chinh, theo hướng từ giao lộ ngã ba Cộng Hòa đến cầu vượt An Sương, có rất đông người chạy xe máy vào làn ô tô. Trong khi đó, tại đây mật độ xe buýt lưu thông khá tấp nập, xe ra vào đón khách thường xuyên, gây nên cảnh hỗn loạn giao thông. Đến khoảng 7 giờ, toàn bộ các làn xe trên đường Trường Chinh bị ùn ứ trong gần 10 phút. Đây là một trong những tuyến đường có mật độ xe lưu thông cao và mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt người đi xe máy buộc lòng phải chạy vào làn đường ô tô vì đường quá chật hẹp, bất chấp nhiều rủi ro nguy hiểm luôn rình rập. Thêm vào đó, đường Trường Chinh rộng 60m dành cho 10 làn xe lưu thông, nhưng xuống tuyến đường lại không có cây cầu vượt nào dành cho người đi bộ. Được biết tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp khắc phục.
Thưa quý vị và các bạn, trả lời về vấn đề này thì trên trang báo Tuổi Trẻ, ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây thì thanh tra sở cũng đã từng đề nghị đập bỏ giải phân cách cứng, tức là giải bê tông và có trồng cây xanh ở giữa để mở rộng cho làn xe hai bánh, nhưng mà đơn vị quản lý đường lại không đồng tình. Và ông cũng đề nghị nên làm giải phân cách mềm trên đường Trường Chinh và nên giới hạn thời gian cho xe máy lưu thông vào đường này. Cụ thể là cần gắn biển báo hiệu giao thông cho phép xe máy lưu thông trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. Và cũng trên báo Tuổi Trẻ, ông Võ Khánh Hưng, Giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 3, đơn vị quản lý đường Trường Chinh, đoạn từ nút giao thông An Sương đến cầu Tham Lương, quận 12 cho biết, đơn vị sẽ khảo sát mật độ xe trên đường và nghiên cứu biện pháp phân luồng giao thông trên đường Trường Chinh. Đồng thời sẽ khảo sát xe máy lưu thông trong giải phân cách mềm trên đường Điện Biên Phủ. Nếu thấy phù hợp thì có thể sẽ cho lắp đặt giải phân cách mềm trên đường Trường Chinh. Trong khi đó, ông Nguyễn Vĩnh Ninh, quyền giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 1, đơn vị quản lý đường Trường Chinh, đoạn từ cầu Tham Lương đến ngã ba Cộng Hòa cho biết, sẽ nghiên cứu tính toán hiệu quả về mặt giao thông nếu lắp đặt giải phân cách mềm cho xe máy lưu thông trong giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, tuy không xuất hiện tình trạng xe máy lấn vào làn xe ô tô như chương trình vừa nêu, nhưng mà hiện tại thì đại lộ Phạm Văn Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh lại phải đối mặt với một tình trạng khác, đó chính là nhiều người đi bộ cũng như là đạp xe, tập thể dục trên làn đường dành cho xe ô tô, ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan cũng như là sự an toàn của những phương tiện khi tham gia lưu thông tại đây. Đi bộ, đạp xe, tập thể dục là những hình ảnh thường thấy trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào lúc rạng sáng hoặc chiều tối. Điều đáng nói là nhiều người tập thể dục ở làn đường dành cho xe ô tô. Với lý do vỉa hè đã bị chiếm dụng thành nơi buôn bán, nên họ mới phải tập thể dục ở làn đường dành cho xe ô tô như vậy. Dù lý do là gì, thì việc làm này vẫn vô cùng nguy hiểm. Thể dục là hình thức rèn luyện sức khỏe được khuyến khích, nhưng tập ở đâu để an toàn cho bản thân mình và người khác cũng là vấn đề quan trọng mà người dân cần lưu ý. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ việc người tập thể dục lấn đường xe hơi, mà theo người dân địa phương nơi đây còn cho biết, do các giao lộ quá rộng, đèn xanh rẽ trái của xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng và đèn xanh trên đường Lê Quang Định, Phan Văn Trị cùng hoạt động một lúc, khiến cho dòng xe đang chéo vào nhau nên thường xuyên dẫn đến tai nạn giao thông. Trong khi đó, thì tại giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng với đường ray xe lửa thuộc phường 1, quận Gò Vấp, nhiều người điều khiển xe máy thường băng ngang ngay trước đầu xe ô tô đang lưu thông với vận tốc là 80 km/h để vào hẻm 113 và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điều đáng nói, trên cả hai chiều đường đều đã được gắn bảng cấm băng ngang đường ray. Xin được chuyển sang một thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng hôm qua ngày 29 tháng 3, thì một cơn mưa đá đã bất ngờ xuất hiện trên địa bàn xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ông Lô Đại Duyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn cho biết, mưa đá lớn kèm theo gió mạnh hơn 1 giờ đồng hồ và được biết đây là lần đầu tiên xã Mai Sơn hứng chịu trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó thì những viên mưa đá cỡ 2 đến 3 cm khiến cho nhiều nhà cửa, trường học bị hư hỏng, may mắn là không có sự thiệt hại về người. Cũng theo ông Duyên, trong cơn mưa thì nhiều người đã đổ ra đường nhặt đá để ăn vì tin vào sự may mắn trong hiện tượng hiếm có này. Thông tin chi tiết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng ngày hôm nay. Chương trình 60 phút sẽ được tiếp tục thông tin về đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì việc sinh hoạt trong môi trường có nhiều tiếng ồn đã dần trở nên quen thuộc đối với người dân thành phố. Tuy nhiên thì những tiếng ồn này được phát ở đâu, vào giờ nào và độ lớn của nó ra sao vẫn chưa được mọi người quan tâm đúng mức. Và điều này vô tình đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân và nguy hiểm hơn, việc ảnh hưởng tiếng ồn trong thời gian dài còn tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe. Ghi nhận của chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh điện tử trên đường 3 tháng 2 cho thấy hầu hết đều sử dụng chiêu thu hút khách hàng bằng âm thanh lớn. Những bộ loa được bật hết mức vào giờ cao điểm và hướng ra mặt tiền đường. Nhiều người đi đường bị giật mình bởi tiếng ồn cực lớn khi lưu thông ngang. Tại các hẻm, khu phố, hình thức karaoke kết hợp quán ăn, quán cà phê dần trở nên phổ biến và gây ra nhiều phiền toái cho người dân. Sau mỗi ngày em đi học về em cũng cần phải học bài, nghỉ ngơi mà giờ đó người ta hát karaoke em không thể nào tập trung vô được. Còn người già với em bé thì giờ đó cũng cần phải đi ngủ sớm để qua hôm sau còn phải hoạt động làm việc nữa. Nên là giờ đó không ai nghỉ ngơi được hết. Tiếng ồn quá lớn sẽ gây nhiều nguy hại đến sức khỏe con người như giảm hiệu suất làm việc, tăng nhịp thở, nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể và tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hoạt động dạ dày và giảm hứng thú lao động. Nghiêm trọng hơn là gây ra tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, tổn thương thính giác, suy nhược thần kinh.
Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, hành vi gây tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Việc gây ra tiếng động lớn làm ồn ào huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khi đã quá 10 giờ đêm thì sẽ bị xử phạt theo hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhưng thực tế, vì cả nể sợ mít lòng hàng xóm mà đa phần người dân đều cố gắng chịu đựng tiếng ồn. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở, cần kiên quyết xử lý các cá nhân, đơn vị có hành vi làm ô nhiễm tiếng ồn, góp phần đảm bảo môi trường sống cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, ngoài ô nhiễm tiếng ồn thì vấn đề ô nhiễm không khí do khói hay bụi cũng là một trong những vấn đề rất bức xúc của nhiều người dân. Điển hình như là tình trạng xả bụi gỗ ra môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Vân Đồn ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực, khiến cho bà con ở đây vô cùng bức xúc. Đã nhiều tháng nay, các gia đình ở thôn 11 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn luôn trong tình trạng đóng cửa im lìm, các khe cửa sổ được dán kín để hạn chế bụi gỗ bay vào nhà. Theo quan sát, loại bụi gỗ này có màu vàng nhạt, có chỗ bụi bám trên lá cây dày tới 3-4 cm. Bụi đã phủ lên mái nhà và toàn bộ sân vườn của người dân. Mặc dù người dân đã hai lần gửi đơn thư lên xã và huyện, nhưng công ty cho biết là chưa nhận được ý kiến phản ánh của người dân. Khi được hỏi đến việc đánh giá quan trắc môi trường định kỳ, bà Hoàng Thị Phượng, trưởng phòng tổ chức hành chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Vân Đồn, lấy lý do là công ty mới mở rộng sản xuất xưởng từ tháng 11 năm 2014, nên hiện tại chưa có những báo cáo đánh giá về tác động môi trường. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, bụi gỗ còn có tác hại không nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Những người thường xuyên tiếp xúc với bụi gỗ thì rất là dễ bị các bệnh như là hen suyễn, viêm xoang, viêm mũi và nghiêm trọng hơn thì có thể là bị bệnh ung thư mũi, xoang. Vì vậy, việc đánh giá, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất gỗ này đó là việc làm hết sức cần thiết để nhằm giúp người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, mấy tháng gần đây thì người dân trên tuyến đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ phải sống trong cảnh bụi mù mịt, trong khi thì mặt đường thì không hề bằng phẳng chút nào, gây khó khăn trong việc đi lại cũng như là sinh hoạt mua bán hàng ngày của người dân. Được biết thì nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ việc thi công một dự án thoát nước tại địa phương. Công trình thi công dự án thoát nước đã khiến mặt đường trở nên chật hẹp, gồ ghề đất đá và khói bụi. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được thực hiện thảm nhựa để trao trả mặt bằng, khiến các phương tiện tham gia giao thông trên đường gặp nhiều trở ngại. Các hộ kinh doanh hai bên đường rất bức xúc trước tình trạng bụi mịt mù cả ngày, cho dù đã trang bị ống dây tưới nước 2 ngày một lần nhằm giảm lượng bụi bám cho hàng hóa và các vật dụng trong nhà. Nó quá ảnh hưởng tới cái vấn đề đời sống sinh hoạt. Thứ nhất là khói bụi, những cái lúc mà giờ cao điểm hay này nọ thì bụi đóng từng lớp. Ảnh hưởng tới vấn đề kinh doanh thì không nói, nhưng mà về chúng tôi thường xuyên hít khói bụi thì gần như tất cả mọi người đều viêm họng. Hiện trạng này đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán và sức khỏe của người dân, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Các hộ dân sống trên đoạn đường này rất mong dự án sớm hoàn thành để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Bên cạnh khói bụi thì việc nhiều cơ sở sản xuất xả thải trực tiếp ra môi trường cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Và liên quan đến vấn đề này, vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua 29 tháng 3, Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ sinh hóa Đức Phú tại ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình và phát hiện công ty này xả thải nguyên liệu chế biến tôm chưa qua xử lý môi trường. Đây là công ty chuyên kinh doanh sản xuất glucosamin từ vỏ đầu tôm. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã phát hiện tại lò nấu có 1.600 kg vỏ đầu tôm đang phân hủy phát tán mùi hôi thối. Nước thải sau khi thu gom vào hồ chứa thì sử dụng máy bơm tự động xả thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước thải để kiểm định và lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đề cập đến tình hình an ninh trật tự xã hội, thưa quý vị, mới đây thì Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc An, kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm huyện Hàm Tân để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Thông tin của chương trình về vụ việc này, mời quý vị cùng theo dõi. Trước đó, tổ kiểm lâm cơ động của hạt kiểm lâm huyện Hàm Tân gồm 3 người, trong đó có ông An, trong lúc tuần tra đã phát hiện xe tải biển số 49C02662 chở gỗ xoang đào đi từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng qua huyện Hàm Tân để đến Đồng Nai. Tuy nhiên, lái xe và phụ xe chưa trình được các giấy tờ liên quan về nguồn gốc của số gỗ quý này. Trong lúc đội kiểm tra yêu cầu đưa số gỗ về hạt kiểm lâm để xử lý theo quy định, thì ông An lại hướng dẫn tài xế xe chở số gỗ lậu này bỏ chạy. Được sự hỗ trợ của lực lượng công an huyện Hàm Tân, chiếc xe chở gỗ lậu bị bắt tại ngã ba Tân Đức,
nơi giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Thưa quý khán giả, mới đây, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Mạnh, sinh năm 1998, ngụ ấp 1 xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang ở trọ và làm thuê tại ấp Hòa Lộc, xã Lộc Hưng để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, thì vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 3, sau khi tổ chức nhậu cùng bạn bè, Mạnh đi ngang nhà, thấy cháu NTT, thấy cửa chỉ khép hờ nên đẩy bước vào. Lúc này, Mạnh thấy cháu T, sinh năm 2006, đang học lớp 3, đang trải chiếu nằm dưới sàn nhà, trong khi không có ai nên nảy sinh ý định hiếp dâm, dục vọng, bèn bế cháu vào trong phòng thực hiện hành vi đồi bại hai lần. Biết được sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng. Được biết, gia cảnh của cháu T rất đáng thương khi mà cha mất, mẹ thì đang đi làm công nhân. Nên mỗi buổi đi học về, thường T chỉ thường ở nhà một mình. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Lộc Hưng đã xuống ngay hiện trường để tiến hành gặp bị hại để xác minh, đồng thời đã báo cho các cơ quan công an huyện. Qua điều tra bước đầu, Trần Văn Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những thông tin này được đăng tải trên trang báo Infonet. Mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình 60 phút với những thông tin quốc tế và mở đầu sẽ là những nội dung đáng chú ý sau đây. Iran và nhóm B5+1 đang tiến gần đến một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran. Đó là nhận định của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier giữa lúc thời hạn chót mà các bên đặt ra vào ngày mai, 31 tháng 3, đang cận kề. Pháp xác định được 78 mẫu ADN từ các phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Germanwings. Một công ty thiết kế của Anh cho ra mắt chiếc điện thoại thông minh được làm từ cỏ và các loại vật liệu tái chế. Syria đang chìm trong cuộc nội chiến dai dẳng hơn 4 năm qua và đang phải đối mặt với nguy cơ lần lượt các thành phố rơi vào tay các nhóm phiến quân. Trong bối cảnh đất nước đang lâm nguy, không chỉ nam giới mà ngày càng có nhiều phụ nữ Syria tình nguyện đầu quân để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Gian lận trong thi cử là một vấn đề không còn mới trong xã hội Ấn Độ. Tuy nhiên, thực trạng nhức nhối này một lần nữa buộc Ấn Độ phải tự nhìn nhận lại hệ thống thi cử của mình khi xứ sở sông Hằng đang hướng đến một nền giáo dục phát triển trí tuệ toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã bày tỏ tin tưởng rằng Iran và nhóm B5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức đang tiến gần đến một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran giữa lúc thời hạn chót mà các bên đặt ra vào ngày mai 31 tháng 3 đang cận kề. Phát biểu với báo giới bên lề vòng đàm phán đang diễn ra tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Steinmeier cho biết ông có ấn tượng rằng phía Iran sẵn sàng hợp tác nhằm kết thúc cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng bày tỏ tin tưởng Iran và nhóm B5+1 có thể phá vỡ thế bế tắc nhằm đạt được một thỏa thuận sơ bộ trước ngày mai 31 tháng 3. Tuy nhiên, ông Hammond nhấn mạnh thỏa thuận này phải đảm bảo Iran không thể chế tạo bom nguyên tử. Trong khi đó, nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết các bên đã nhất trí rằng Iran sẽ giảm quy mô chương trình hạt nhân theo từng giai đoạn, đi kèm với việc phương Tây từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Hãng thông tấn Anh Reuters dẫn lời một số quan chức tham gia cuộc đàm phán cho biết Iran đã khẳng định sẵn sàng giảm số máy ly tâm xuống còn dưới 6.000 máy và chuyển phần lớn kho uranium, một loại nhiên liệu hạt nhân của nước này, tới Nga. Các nước phương Tây hiện đang xem xét đề xuất cho phép Iran tiến hành hoạt động làm giàu nhiên liệu hạt nhân có giới hạn và bị giám sát chặt chẽ tại các cơ sở dưới lòng đất để phục vụ mục đích y tế. Ngoại trưởng Yemen Riyad Yassin mới đây tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với phiến quân Houthi thuộc dòng Hồi giáo Shia cho đến khi chính quyền hợp pháp của Tổng thống Abrabu Mansour Hadi giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình quốc gia Ai Cập vào đêm qua, Ngoại trưởng Yassin khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán hay đối thoại nào cho tới khi lực lượng Houthi đầu hàng, giao nộp lại vũ khí đã chiếm được từ các căn cứ quân sự của chính phủ. Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo ở thủ đô Riyadh vào đêm qua, người phát ngôn của quân đội Ả Rập Xê Út Ahmed Al-Siri cho biết hôm qua, liên quân đã hoãn các cuộc không kích trong gần 2 giờ đồng hồ để tạo điều kiện cho Pakistan sơ tán công dân nước này khỏi Yemen. Đến nay, Pakistan đã đưa gần 500 công dân rời khỏi quốc gia Ả Rập này bằng máy bay. Còn trên thực địa, hãng thông tấn Anh Reuters dẫn nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ diễn ra vào hôm qua giữa phiến quân Houthi và thành viên các bộ lạc ở tỉnh Sabwa, miền đông Yemen.
liên quan đến các cuộc khủng hoảng. Cùng ngày, thì các máy bay chiến đấu của Liên minh Ả Rập chống phiến quân Houthi đã phá hủy đường băng của sân bay quốc tế tại thủ đô Sana, khiến đường băng này không thể hoạt động. Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Yemen, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ vào đêm qua, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ, ông Aden Al-Zubayr khẳng định chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi chỉ tập trung vào các cuộc không kích, chính quyền Riyadh chưa tính đến việc triển khai bộ binh. Vào chiều tối ngày hôm qua, Hội nghị Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2015 đã bế mạc tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Với chủ đề tương lai mới cho châu Á hướng tới một cộng đồng cùng chung vận mệnh, Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2015 có sự tham dự của nhiều chính trị gia, doanh nhân và học giả đến từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính thức khai mạc vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, diễn đàn tập trung vào 6 lĩnh vực gồm kinh tế vĩ mô, hợp tác khu vực, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, sáng tạo kỹ thuật, an ninh chính trị và an sinh xã hội. Vấn đề thu hút sự quan tâm nhất của dư luận tại diễn đàn năm nay là sự ủng hộ của các nước đối với sáng kiến thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AEIB và sáng kiến kết nối cơ sở hạ tầng khu vực do Trung Quốc khởi xướng. Tính đến hôm qua, đã có 40 quốc gia trở thành thành viên của AEIB, trong đó có nhiều nước phương Tây như Anh, Pháp, Italy, Đức, v.v. Tại diễn đàn, các chuyên gia cho rằng kinh tế châu Á đóng góp hơn 50% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nên nhu cầu huy động vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng tăng cao. Theo dự báo, mỗi năm, việc phát triển hạ tầng cơ sở tại châu Á cần số vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đô la Mỹ. Các học giả nhận định, tăng cường kết nối tại khu vực có tỷ lệ dân số cao nhất thế giới này sẽ đem lại động lực phát triển mới cho châu Á. Liên tục chương trình, mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Ít nhất 8 người, trong đó có một ứng cử viên quốc hội thuộc phe đối lập ở Nigeria, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng chưa rõ danh tính thực hiện tại bang Gombe, miền đông bắc nước này vào hôm qua. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình lên án vụ tấn công trên và cáo buộc có sai phạm trong bầu cử. Trước đó, cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở Nigeria đã bắt đầu hôm thứ Bảy vừa qua để được kéo dài thêm một ngày. Kết quả sơ bộ có thể được công bố vào hôm nay. Kết quả của cuộc thăm dò cử tri được công bố vào đêm qua cho thấy đảng UMP của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và các đảng liên minh với đảng này đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử 98 hội đồng địa phương tại Pháp. Theo đó, UMP và các đảng liên minh đã giành quyền kiểm soát khoảng hơn 2/3 số hội đồng địa phương, trong khi đảng xã hội của đương kim Tổng thống François Hollande chỉ giành chiến thắng tại khoảng 30 khu vực. Cuộc bầu cử địa phương vừa qua được xem là thước đo sự ủng hộ đối với các chính đảng tại Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Vào đêm qua, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Kẻ đánh bom đã cho kích hoạt thuốc nổ giữa một đám đông nhằm sát hại một nghị sĩ Afghanistan vừa rời khỏi cuộc họp. Nghị sĩ này đã bị thương ở chân, rất may vết thương không đe dọa đến tính mạng. 5 ngày sau khi chiếc máy bay mang số hiệu 4U9525 của hãng Germanwings bị rơi ở Pháp, khiến toàn bộ 150 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Các nhà điều tra Pháp đêm qua cho biết, đội giám định pháp y đã xác định được 78 mẫu ADN từ các phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đã bác bỏ thông tin từ giới truyền thông Đức mới đây cho rằng thi thể của cơ phó là Andreas Lubitz đã được nhận dạng. Đến nay, công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân cũng như chiếc hộp đen thứ hai, tức thiết bị ghi lại dữ liệu chuyến bay tại hiện trường vụ rơi máy bay trên dãy Alps, đang gặp nhiều khó khăn do đội cứu hộ chỉ tiếp cận được khu vực này chủ yếu là bằng trực thăng. Hiện lực lượng chức năng đang xây dựng một con đường nối với hiện trường vụ tai nạn để phục vụ cho việc di dời xác cũng như là công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân. Hôm qua, nhật báo Bild của Đức đã lần đầu tiên cung cấp nội dung các đoạn hội thoại giữa hai phi công, giúp công chúng hiểu rõ hơn về các diễn biến trên chiếc máy bay trước khi xảy ra tai nạn. Theo đó, trước khi máy bay lao vào núi, cơ trưởng đã đứng bên ngoài buồng lái bị khóa, liên tục yêu cầu cơ phó Lubitz mở cửa cabin nhưng vô hiệu. Cơ trưởng đã tức giận và cố gắng phá cánh cửa. Còn Lubitz thì im lặng suốt khoảng thời gian đó. Trong băng ghi âm chỉ nghe thấy tiếng thở bình tĩnh của anh ta. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 60 phút của Đài Truyền hình Vĩnh Long, và tiếp theo sau đây là các thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực khác.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ Mexico mới đây đã công bố báo cáo cho thấy trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012, tuổi thọ trung bình của người dân ở quốc gia Trung Mỹ này đã giảm 1 năm do bệnh béo phì. Cụ thể, trong năm 2000, thừa cân béo phì đã ảnh hưởng tới gần 62% dân số Mexico. Con số này đã tăng lên 71,2% trong năm 2012. Báo cáo tình hình dân số Mexico trong năm 2014 chỉ rõ các bang như Yucatan, Campeche, Tabasco ở miền Đông Nam là những địa phương có cảnh báo đỏ về tình trạng thừa cân béo phì với tỷ lệ trên 42% dân số. Các chuyên gia Mexico khẳng định ngoài việc làm giảm tuổi thọ, thừa cân và béo phì còn liên quan mật thiết tới bệnh tiểu đường tiếp 2, thể hiện rõ qua tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường đã tăng từ 5,8% dân số trong năm 2000 đến 9,2% trong năm 2012. Trước tình hình trên, chính phủ Mexico đã hoạch định chiến lược dài hạn chống thừa cân béo phì, đồng thời phát động nhiều chiến dịch kêu gọi người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cấm bán đồ ăn nhanh tại các trường học và các điểm vui chơi dành cho trẻ em. Một công ty thiết kế của Anh vừa cho ra mắt một chiếc điện thoại thông minh với thiết kế vô cùng độc đáo. Sản phẩm công nghệ này được làm hoàn toàn từ các loại vật liệu tự nhiên hoặc linh kiện cũ. Trong đó lạ nhất là phần vỏ điện thoại được đúc từ nhựa dẻo, resin và cỏ. Nhà thiết kế Sigmais cùng các đồng nghiệp ở công ty DesignWorks đã chế tạo ra chiếc điện thoại có 102 này theo đơn đặt hàng của công ty viễn thông O2 nhằm đề cao giá trị của việc tái chế. Bên cạnh đó, nhóm thiết kế cũng muốn chứng minh rằng sử dụng vật liệu tái chế vẫn có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng và cá tính. Chúng tôi tin rằng đây là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được chế tạo từ các loại vật liệu hữu cơ đã qua sử dụng. Chúng tôi dùng lá của một loại cỏ thông thường rồi xử lý để chế tạo thành vỏ điện thoại. Phần còn lại của sản phẩm này lấy từ những chiếc điện thoại cũ. Để chế tạo vỏ điện thoại bằng cỏ, đầu tiên anh Sinsmile cho nhựa resin đã qua sử dụng vào khuôn. Sau khi lớp nhựa tự nhiên này bắt đầu đông lại, anh mới rắc cỏ vào. Bước tiếp theo là cho khuôn vào lò nướng để trong 24 tiếng đồng hồ. Vỏ điện thoại bằng cỏ đẹp và bền chắc, tương tự như được làm từ sợi carbon. Bên cạnh đó, để tạo nét cá tính cho sản phẩm mới, anh Sins còn dùng gỗ để làm các nút bấm của điện thoại. Hiện anh Sinsmile đang tiếp tục nghiên cứu nhằm có thể sản xuất loại điện thoại này với số lượng lớn. Thưa quý vị và các bạn, Syria đang chìm trong cuộc nội chiến dai dẳng kéo dài hơn 44 năm qua. Theo một số liệu thống kê chưa đầy đủ được công bố gần đây của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 215.000 người thiệt mạng do giao tranh và khoảng 4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bên cạnh những mất mát thiệt hại không thể kể xiết trên, quốc gia Trung Đông này còn đang đối mặt với nguy cơ lần lượt các thành phố rơi vào tay các nhóm phiến quân. Và mới đây, mặt trận Ash-Nura, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã chiếm thành phố Idlib thuộc vùng Tây Bắc Syria. Trong bối cảnh đất nước đang lâm nguy, không chỉ nam giới mà ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ ở Syria tình nguyện đầu quân ra tiền tuyến. Câu chuyện quốc tế sau đây sẽ giới thiệu đôi nét về những nữ quân nhân Syria làm nhiệm vụ bảo vệ ở thủ đô Damascus. Nếu như 4 năm trước, chẳng ai theo bóng dáng phụ nữ trong quân đội chính phủ Syria, thì giờ đây, những bóng hồng lái xe tăng, nã súng máy, phóng rocket ngày càng phổ biến trong các lực lượng của chính phủ. Thực vậy, riêng lực lượng vệ binh Cộng hòa hay còn gọi là vệ binh tổng thống, lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Syria, hiện có tới 800 phụ nữ trẻ tuổi Syria đang tham gia. Tiểu đoàn với toàn bộ binh lính nữ này được giao nhiệm vụ bảo vệ tổng thống và những khu vực ngoại ô xung quanh thủ đô Damascus trước những cuộc tấn công từ mọi phía của các nhóm phiến quân. Các nữ quân nhân trẻ tuổi này đã đứng vào hàng ngũ binh lính chính phủ kể từ năm 2013, sau khi quân đội chính quyền Damascus hứng chịu những tổn thất nặng nề trên chiến trường với số binh lính thương vong không ngừng gia tăng. Tình trạng tiêu hao lực lượng này đã khiến Tổng thống Assad phải quyết định mở rộng tuyển mộ binh lính nữ vào hàng ngũ quân đội nhằm củng cố lực lượng trên các trận tuyến, nhất là tại khu vực thủ đô Damascus. Mặc dù được đào tạo trong thời gian chỉ 5 tháng tại học viện quân sự Syria, song hầu hết họ đều chứng tỏ là những chiến binh tinh thông và đủ bản lĩnh để chiến đấu bảo vệ chính quyền và người dân thủ đô. Trung sĩ Zainab, nữ quân nhân đang tham gia lực lượng vệ binh Cộng hòa ở mặt trận phía đông Damascus, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mỗi loại vũ khí đều có thế mạnh riêng. Súng trường chỉ có thể bắn trúng một mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Nhưng nếu dùng súng cối, tôi có thể tiêu diệt nhiều kẻ thù hơn trong một ngôi nhà. Không lúc nào tôi rời mắt các mục tiêu. Nhiệm vụ của tôi là loại trừ các tay súng tiến gần đến thủ đô. Mấy ngày qua, trung bình mỗi ngày tôi tiêu diệt được hơn 10 tên địch.
Có thể nói, các nữ chiến binh tinh nhuệ trẻ tuổi Syria này đang là những đối thủ đáng gờm, là khắc tinh đối với bất kỳ nhóm phiến quân nào có ý định tấn công giành quyền kiểm soát thủ đô. Việc nhiều phụ nữ tham gia chiến đấu chống quân nổi dậy đã cho thấy tinh thần đoàn kết của người dân Syria đang được phát huy cao độ. Một nữ quân nhân khác trong lực lượng vệ binh Cộng hòa cho biết. Ngay sau khi học xong trung học, tôi đã quyết định ghi tên mình vào hàng ngũ quân đội. Ba anh trai tôi cũng đang chiến đấu trong quân đội chính phủ Syria. Chỉ còn đứa em gái duy nhất của tôi đang ở nhà, song nó cũng rất muốn đầu quân giống như tôi. Quân đội Syria tự do, tức lực lượng nổi dậy, được sự hậu thuẫn của phương Tây từng cáo buộc rằng việc chính quyền của Tổng thống Assad tuyển mộ binh lính nữ chỉ nhằm mục đích phô trương tuyên truyền là chính. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong bối cảnh đất nước lâm nguy thì mọi tầng lớp người dân không phân biệt giới tính đều có thể cầm súng để bảo vệ đất nước cũng là điều dễ hiểu. Việc phụ nữ Syria tình nguyện tham gia chiến đấu còn là bằng chứng thuyết phục cho thấy ngày càng có nhiều người dân ủng hộ đối với nhà lãnh đạo của họ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì Ấn Độ đang bước vào mùa thi cuối năm học, trong đó có kỳ thi khảo sát học sinh lớp 10. Đây được xem là một trong hai kỳ thi rất quan trọng của học sinh phổ thông trung học nước này. Dù không phải là một vấn đề mới, nhưng mà hiện tượng gian lận trong thi cử diễn ra tràn lan đang gây nhiều bức xúc trong xã hội xứ sở sông Hằng. Từ khi lên nắm quyền vào mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục trong việc phát triển trí tuệ toàn diện, chứ không đơn thuần là sản xuất các robot. Tuy nhiên, theo các chuyên môn, thực trạng trên một lần nữa buộc Ấn Độ phải tự nhìn nhận lại hệ thống giáo dục và thi cử của mình. Đây là hình ảnh về những gì đã diễn ra tại nhiều cụm thi khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 10 ở bang Bihar của Ấn Độ. Dư luận đã rất sốc khi thấy tình trạng gian lận thi cử xảy ra một cách ngang nhiên và tràn lan như vậy. Những hình ảnh được công bố cho thấy phụ huynh, bạn bè của các thí sinh đã mạo hiểm trèo tường như người nhện để ném bài giải cho các em. Còn trong phòng thi, nhiều thí sinh thản nhiên đặt cả sách giáo khoa phao thi lên bàn để chép. Tại một số địa điểm thi, phụ huynh học sinh thậm chí còn ẩu đả, xô xát với lực lượng cảnh sát bảo vệ để được trèo rào vào bên trong trường thi. Theo quy định, những thí sinh gian lận trong thi cử ở Ấn Độ có thể bị cấm thi trong vòng 3 năm, thậm chí có thể bị phạt tù và phạt tiền. Thế nhưng tình trạng này vẫn cứ diễn ra vào các mùa thi. Theo thống kê, chỉ riêng tại bang Bihar, năm nay có đến 1,4 triệu học sinh tham dự kỳ thi lớp 10. Giới chức địa phương cho biết, nếu muốn gian lận, mỗi thí sinh có đến từ 4 đến 5 người thân đi theo giúp các em. Dù có bố trí cảnh sát ở quanh các trường tổ chức thi, nhưng cơ quan chức năng không thể nào ngăn chặn được tất cả 6 triệu người thân của các em một khi họ bất chấp tất cả để giúp con. Theo tôi, trách nhiệm này không chỉ của riêng chính quyền. Làm sao chính quyền có thể tổ chức các kỳ thi công bằng khi thiếu sự hợp tác của người dân? Chúng tôi có thể làm gì để chấm dứt gian lận khi phụ huynh và người thân của thí sinh không sẵn sàng hợp tác? Nếu gian lận trong thi cử, các em sẽ không có những tiến bộ trong cuộc sống. Vì tương lai của các em, tôi hy vọng có sự hợp tác từ mọi phía để có những cuộc thi công bằng. Theo các chuyên gia giáo dục, việc gian lận thi cử chỉ là phần bề nổi của những vấn đề sâu xa và nghiêm trọng hơn đang tồn động trong hệ thống giáo dục Ấn Độ. Trong đó có tình trạng thiếu hụt giáo viên, quá coi trọng bằng cấp, hệ thống trường lớp thì lại thiếu sự đồng bộ. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Modi đã phát động chiến dịch trên toàn quốc nhằm kêu gọi phụ huynh đưa con em, nhất là trẻ em gái đến trường. Quyết tâm của ông Modi cũng là quyết tâm của một nền kinh tế mới nổi, có vô vàn tiềm năng về kinh tế, nhưng tỷ lệ người dân biết chữ mới chỉ đạt 74%. Theo đó, chính phủ Ấn Độ muốn nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông, học lên tiếp đại học từ mức 12% lên 30% vào năm 2025, ngang bằng với nhiều nước phương Tây. Sinh sống tại đất nước có dân số 1,2 tỷ người và là quốc gia có dân số trẻ đông nhất thế giới, nên nhiều bạn trẻ Ấn Độ cho biết các em luôn đứng trước cuộc cạnh tranh vào các trường đại học cao đẳng vô cùng khốc liệt. Thế nhưng, nhiều nhà chuyên môn cho rằng đặt mục tiêu cao trong một thời gian khá ngắn đã gây khó khăn cho nền giáo dục Ấn Độ. Không có hướng dẫn cụ thể đối với việc đào tạo những học sinh có sở trường khác biệt, khiến tất cả phải cùng chạy trên một đường đua. Hậu quả là có những em không theo kịp. Và thay vì nỗ lực bằng thực tài, thì nhiều học sinh và cả phụ huynh nữa lại chọn đường tắt mà không ngờ rằng biện pháp này vô tình đẩy mỗi em học sinh trở thành một con robot như Thủ tướng Modi từng đề cập. Thưa quý vị, và như vậy thì một câu chuyện quốc tế sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và câu chuyện quốc tế vào ngày mai. Còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với các thông tin thể thao của chương trình 60 phút.
Các tin tức thể thao sẽ tiếp nối chương trình 60 phút sáng nay. Mời quý vị cùng điểm qua những tin chính. Tổng hợp diễn biến vòng loại Euro 2016, đội tuyển Đức giành 3 điểm quan trọng ở chuyến làm khách của chủ nhà Russia. Kết quả chặng 2 giải đua xe công thức 1 tại Sepang, Malaysia, Sebastian Vettel trở thành người hùng của đội đua Ferrari. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua thì đội tuyển Việt Nam U23 đã bước vào lượt trận đấu thứ 2 bảng 1 vòng loại giải vô địch U23 châu Á gặp Nhật Bản. Trước một đối thủ mạnh của châu lục thì U23 Việt Nam bắt buộc phải chọn lối chơi phòng ngự với số đông nhằm hạn chế việc bị thủng lưới. Bởi trước mắt thầy trò huấn luyện viên Toshiya Mura vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp Macau Trung Quốc để cụ thể hóa mục tiêu trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé dự vòng chung kết vào năm sau. Khác với trận thắng 7-0 trước Macau Trung Quốc, U23 Nhật Bản cho thấy rõ mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Việt Nam khi xếp hai ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu là Minamino và Kubo ra sân ở đội hình xuất phát. Mặc dù hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thi đấu hết sức kiên cường, tuy nhiên trước khi hiệp 1 được khép lại, U23 Nhật Bản đã mở được tỷ số sau pha xử lý đẳng cấp của Nakajima. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự. Và khi thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, một thoáng mất tập trung đã khiến cho U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ hai. Người lập công ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho Nhật Bản vẫn là Nakajima. 2-0 cũng là kết quả trong cặp đấu còn lại của bảng Y giữa Malaysia và Macau Trung Quốc với chiến thắng nghiêng về cho U23 Malaysia. Như vậy, sau khi kết thúc lượt đấu thứ hai, U23 Việt Nam tạm xếp thứ hai và hơn U23 Malaysia về kết quả đối đầu. Khả năng giành vé dự vòng chung kết của U23 Việt Nam vẫn khá sáng sủa. Nếu ở lượt đấu cuối, các cầu thủ của chúng ta thắng đậm đội bóng yếu Nhật Bản là Macau Trung Quốc. Thưa quý vị, đêm qua vòng loại Euro 2016 tiếp tục diễn ra. Tại bảng D, đội tuyển Đức làm khách trên sân của Russia. Mặc dù vấp phải cách chơi phòng ngự kiên cường từ phía đội chủ nhà, tuy nhiên sự tỏa sáng của các cá nhân tiêu biểu trong đội hình đã giúp cho các cổ xe tăng Đức ra về với 3 điểm trọn vẹn. Làm khách của chủ nhà Russia tại lượt đấu thứ 5 bảng D vòng loại Euro 2016, tuyển Đức là những người vượt trội hoàn toàn về khả năng kiểm soát trận đấu. Dù cho hàng phòng ngự của Russia đã chơi tập trung, tuy nhiên đến phút thứ 39, màn solo của Mario Götze đã tạo điều kiện cho Marco Reus chấp thời cơ mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Đức. Trước giờ nghỉ giải lao, 3 điểm đã thuộc về cho tuyển Đức khi Thomas Müller ghi bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới. Cũng tại bảng D, Ba Lan và Ireland cầm trên nhau một đều. Kết quả này đã giúp cho tuyển Đức thu hẹp khoảng cách so với đội đầu bảng Ba Lan xuống còn một điểm duy nhất. Tuy nhiên, vị trí của tuyển Đức cũng bị đe dọa khi Scotland chỉ kém thầy trò của liên viên Joachim Löw về hiệu số bàn thắng. Vòng đấu này, Scotland có chiến thắng 6-1 trên sân nhà trước đội bóng yếu Nhật Bản là Gibraltar. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Bồ Đào Nha tiếp đón Serbia trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đấu thứ tư tại bảng Y. 10 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Bồ Đào Nha đã vượt lên nhờ pha lập công của hậu vệ Ricardo Carvalho. Sang hiệp 2, Serbia ngay lập tức có câu trả lời khi Nemanja Matić có pha tung bóng đẳng cấp gỡ qua một đều cho các vị khách Serbia. 3 điểm chỉ thuộc về Bồ Đào Nha khi đến phút thứ 62, hậu vệ thuộc biên chế của Real Madrid Fabio Contrao giúp cho đội chủ nhà ghi bàn thắng quyết định và đảm bảo thắng lợi 2-1 trên sân nhà. Với 3 điểm vừa giành được, Bồ Đào Nha tạm leo lên dẫn đầu bảng Y với 2 điểm nhiều hơn đội xếp nhì bảng là Đan Mạch. Còn Serbia vẫn đang xếp áp chót với 1 điểm duy nhất. Cũng vào rạng sáng nay, chủ nhà của vòng chung kết Euro 2016 là đội tuyển Pháp đã có trận giao hữu quốc tế gặp Đan Mạch trên sân vận động Stade de France ở thủ đô Paris. Cách đây vài ngày thì cũng tại Stade de France, Pháp đã để thua Brazil. Tuy nhiên lần này thì những thay đổi kịp thời về mặt đấu pháp đã giúp cho những chú gà trống Gaulois giành chiến thắng. Đội tuyển Pháp đã có đến 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp Brazil. Trong đó thì nhân tố được huấn luyện viên Didier Deschamps trao cơ hội ra sân ngay từ đầu là Alexandre Lacazette đã chứng minh được giá trị của mình với pha ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp ngay từ phút thứ 14 của trận đấu. Một cái tên khác cũng được xếp đá chính ở trận này là Olivier Giroud cũng khẳng định được duyên ghi bàn khi lập công ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho tuyển Pháp ở phút thứ 38 của trận đấu. Thắng lợi này sẽ giúp cho tuyển Pháp giảm bớt gánh nặng về mặt tâm lý trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Euro diễn ra vào năm sau. Cũng trong khuôn khổ các trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra trong đêm qua, đội tuyển Brazil đã vượt qua những người hàng xóm Chile 1-0 trên sân vận động Emirates ở thủ đô London, Anh. Hai ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất là Alexis Sanchez và Neymar đều tỏ ra hờ nhạt. Thay vào đó, Roberto Firmino là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho Brazil trong suốt 90 phút. Trận đấu này cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị cho Copa America của cả Brazil lẫn Chile. Cuối
tuần qua, giải công thức 1 bước vào chặng 2 ở Malaysia. Sau sự khởi đầu đầy ấn tượng ở Australia, tưởng chừng như Mercedes sẽ tiếp tục thống trị đường đua Sepang. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng cộng với những sai lầm về mặt chiến thuật đã khiến cho đội Mercedes đánh rơi chiến thắng vào tay Sebastian Vettel của Ferrari. Việc Lewis Hamilton giành pole xuất phát ở Sepang đã khiến nhiều người liên tưởng đến chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp dành cho đội đua Mercedes. Tuy nhiên, ít ai có thể nghĩ rằng thời tiết nắng nóng ở Sepang đã khiến cho lốp xe của Hamilton và người đồng đội Nico Rosberg đều gặp vấn đề. Những tính toán sai lầm của Mercedes ngay lập tức đã mở ra cơ hội cho Ferrari. Bằng chứng là việc Sebastian Vettel đã dựng mặt bộ đôi của Mercedes để vượt lên dẫn đầu và sau đó cán đích đầu tiên sau 1 giờ 41 phút lẻ 5 giây 793. Bộ cố gắng nhằm khắc phục sự cố lốp xe của Mercedes cũng chỉ giúp cho Lewis Hamilton và Nico Rosberg cán đích thứ 2 và thứ 3. Trong khi đó, vị trí thứ 4 thuộc về đồng đội của Vettel là Kimi Raikkonen. Theo thống kê, đây cũng chỉ mới là chiến thắng chặng đầu tiên của Ferrari kể từ Grand Prix Tây Ban Nha vào năm 2013. Trên bảng tổng sắp cá nhân sau 2 chặng đua, Hamilton vẫn đang dẫn đầu với 3 điểm nhiều hơn Vettel của Ferrari. Thưa quý vị và các bạn, cuối chương trình là những thông tin về diễn biến ngày thi đấu thứ 3 giải quần vợt Miami Master. Tính đến thời điểm này ở nội dung đơn nữ thì vẫn chưa chứng kiến thêm một bất ngờ nào khác khi mà các tay vợt hạt giống hàng đầu vẫn tiếp tục giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng trong. Vòng 3 nội dung đơn nữ tại giải quần vợt Miami năm nay, hạt giống số 3 người Rumani Simona Halep và đối đầu với tay vợt trẻ đang lên người Italia là Camila Giorgi. Ván đầu tiên Halep dễ dàng giành phần thắng 6-4, tuy nhiên khi bước sang ván thứ hai, tay vợt người Rumani liên tục gặp phải áp lực từ Camila Giorgi. Kết quả hạt giống số 3 người Rumani Simona Halep chỉ có thể giành phần thắng 7-5 để qua đó thắng chung cuộc 2-0 và giành quyền liên tiếp tại vòng 4. Ở một cặp đấu khác, hạt giống số 7 người Ba Lan Agnieszka Radwańska cũng đã đặt giá tại vòng 4 sau khi vất vả vượt qua đối thủ đến từ Rumani là Irina Camila Pegu sau 3 ván. Trong đó tỷ số các ván đấu lần lượt là 6-2, 4-6 và 6-2. Vòng đấu tiếp theo, Radwańska sẽ gặp Carla Suárez Navarro của Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, những tin tức thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 phút ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng chức năng gan Bảo Nguyên và đại tràng Bảo Nguyên đã tài trợ cho chương trình này. Không quên gửi một lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình 60 phút vào lúc 6 giờ 30 sáng hàng ngày. Và đừng quên hãy bật TV vào khung giờ này ngày mai để cùng theo dõi chương trình quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả. Phương Hiếu và Xuân Hiếu kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.